cái màu xanh này thì nó dễ bán hơn cái loại khác, nó không có bị đóng phân đầu. Mà trái nó dài nó năng nữa, nó thị trường nó ưa chuộng lắm. Trái còn, dài năng thị trường ưa chuộng. Đúng rồi. Mình đang trồng giống bí đao gì trên ruộng đây anh Quán? Cái giống mà giống của công ty Sen Hồng nè. Sen Hồng. Thấy nó đạt lắm. Nó phát triển từ nhỏ tới lớn, thấy nó ít bị bệnh. Ít bị bệnh ha. Ít sâu bệnh lắm. Ít sâu bệnh. Nó không có bị đốm hay là bị đứt tai đồ nhiều hơn như mấy giống bí khác. Về giống bí đao Sen Hồng Bạch Thắt Sâu Tư, mẫu mã trái thì cơ bản là đồng thanh đồng thủ, trái đẹp ha. Trái đẹp. Trái nó có bông sao rất là đẹp nè. Đúng rồi, màu đẹp. Màu đẹp. Nó như cái bí nó tươi vậy đó, nó tươi ra chợ nó dễ bán lắm. Kinh nghiệm trồng rẫy của mình đây được bao nhiêu năm rồi anh Quán? Khoảng mười mấy năm rồi, chắc 15 năm rồi. 15 năm nay ha. 15 năm. Dạ. Đánh giá bí Sen Hồng Sâu Tư là như thế nào anh Quán? Trái nó quá đẹp. Quá đẹp. Mấy cái trái bí nó sáng màu lắm. Dạ. Mà nó ra trái nó đều đều trái lắm, đều dày. Từ đây lên tới đây nó ra đây nữa, nó đậu mạnh. Đây về đi ra đậu rồi nè. So cái giống Sen Hồng với mấy cái giống khác thì cái giống Sen Hồng này cái sức đề kháng nó mạnh. Sức đề kháng mạnh. Trái nó nhiều. Trái nhiều. Năng suất của mình nó có, còn mấy giống khác thì cái năng suất nó không bằng. Cái độ sinh trưởng nó không bằng. Dạ. 1 2 3 luôn. 3 mắt 3 trái luôn. 3 mắt 3 trái liên tục lên trên đọt vẫn bò khỏe. Khỏe luôn. Đọt như đọt bầu. Trái đẹp mà. Đúng không? Mà cầm tay mà trái dài rồi không? Này là nâng lên ba trái này là gần 2 kg rồi, nó rẻ. Dạ. Nặng lắm, giống Sen Hồng cái trái bưởi nó sáng màu lắm. Nó không có như cái loại giống bưởi khác. Anh thì gãy hôm đó gãy Hubit. Hubit riêng của mình đó. Hubit riêng. 20-15. 20-15 trộn vô. 5 màu. Trộn vô. Tỷ lệ sao tăng quá hả? Một bao này, hai bao kia đây, cái bao Hubit 25 kg ép viên á là hai bao Hubit, một bao 20-15. Rồi, cái lượng Hubit nó nhiều hơn vậy đó hả? Hubit nó nhiều. Nó là đâu nè. Dạ. Hai mắt là hai trái luôn. Dạ. Cái dạng bí này mà nếu mình gãy phân thêm dưới đường mương rồi có thể mình kiếm thêm một công khoảng chừng 500 kg hay 1 tấn nữa đó. Dạ. Là tức là một công khoảng chừng 5 tấn là khỏe. Dạ. Dạ, thấy giống Sen Hồng sao anh? Thấy cũng mềm quá nè. Thấy cái nụ rồi dạng nụ nó đẹp. Nụ đẹp ha. Dạ, nụ đóng dày. Dạ. Nụ đóng dày. Ừ. Dạng trái vậy là được chưa anh? Vậy là đạt rồi. Màu mã trái anh thấy nó sao? Như vậy là ok rồi, còn gì nữa. Ở bên Trung xin kính chào quý bà con. Kính thưa bà con, hôm nay Trung và nhân công ty Sen Hồng tiếp tục về lại Đồng Tháp và ghé thăm ruộng bí đao của anh Quán. Thì anh đang trồng giống bí đao Sen Hồng SH 64. Hôm nay thì anh cũng bắt đầu cho thu hoạch rồi. Thì hôm nay Trung và nhân công ty Sen Hồng ghé lại sẵn là một cái phóng sự ngắn để mời bà con mình xem coi là giống bí đao Sen Hồng nó phù hợp trên đất Sen Hồng của Đồng Tháp như thế nào nha bà con. Minh Trung xin được giới thiệu đến bà con mình, đây là chỗ anh Quán, là chủ ruộng bí đao mình đang xem đây. Em chào anh. Dạ. Anh ơi cho em hỏi là mình đang trồng giống bí đao gì trên ruộng đây anh Quán? Cái giống giống của công ty Sen Hồng nè. Sen Hồng. Thấy nó đạt lắm. Dạ. Diện tích mình làm đây là được bao nhiêu anh Quán? 3.000 m2 ạ. 3.000 m2. Đúng rồi. Dạ. Trước anh trồng thì 3.000 m2 thì cái lượng hạt giống là bao nhiêu gói hạt giống anh Quán? Hôm đó thì trồng cái này hết ba công này là 12 thẻ. Ba công 12 thẻ. Tính ra cái lượng giống cũng ít ha. Đúng rồi. Dạ. Rồi cho em hỏi thăm là mình tự gieo nhà hay là mình gieo vô bầu? Gieo vô bầu. Tỷ lệ nảy mầm nó như thế nào anh? Nảy mầm tốt lắm. Dạ. Rồi gieo vô bầu như vậy rồi cỡ bao nhiêu ngày mình mới đem ra mình trồng ở ruộng anh Quán? Khoảng tuần tuần. Tuần lễ ha. Tuần lễ. Dạ. Thì em thấy là giờ có người thì ta bỏ hột trực tiếp, có người thì bầu, thì anh thấy được cái ưu điểm của cái bầu ra như vậy đó, thì nó được cái lợi thế gì anh Quán hả? Cái mình bầu thì mình đặt nó đều hơn. Ra cây con nó đều ngoài ruộng ha. Cây con nó đều hơn. Là mình bầu gì, bầu lá chuối hay là bầu lá chuối? Bầu lá chuối ha. Mình quấn rồi mình đặt cái là nó đều lắm. Dạ. Đều là nữa, cái dàn trái mình, dàn dây mình nó cũng đều nữa. Dạ. Còn mình để trong cái khay thì mình đặt là nó bị mất sức. Để cái khay mất sức hơn ha. Dạ. Còn cái bầu chuối mình ghim mình đặt cái ruộng cây rồi. Đúng rồi. Dạ. Rồi anh thấy được cái giống bí Sen Hồng Bạch Thắt 64 nè, thì anh thấy được cái khả năng phát triển của giống như thế nào anh? Nó phát triển từ nhỏ tới lớn thấy nó ít bị bệnh. Ít bị bệnh ha. Ít sâu bệnh lắm. Ít sâu bệnh. Nó không có bị đốm hay là bị đứt tai đồ nhiều hơn như mấy giống bí khác. Dạ. Rồi cái tỷ lệ trái nó ra trái cặp nó cũng nhiều nữa. Trái cặp là sao anh? Là trái cặp là cũng như trái đôi gì nè. À, cái hai mắt hai trái liên tiếp đó phải không? Hai mắt có khi ba trái luôn nè, đây là ba trái nè. Dạ. Là có nghĩa là giống bí 64 này là anh đánh giá là nó
khả năng ra trái tốt và đậu trái tốt đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Nó đạt hơn mấy cái giống bí rồi xưa anh trồng. Dạ. Đạt hơn nhiều lắm. Còn mẫu mã trái anh, mà dạng trái này như nào anh quán à? Mẫu mã trái thì nói chung cái dạng cái màu xanh này thì nó dễ bán hơn cái loại khác. Nó không có bị đóng phân đầu. Dạ. Đó. Mà trái nó dài nó năng nữa, nó thị trường nó ưa chuộng lắm. Trái còn, dài đó, thị trường ưa chuộng. Đúng rồi. Còn cái giống bí khác thì cái da nó hơi đen, sậm quá. Như cái màu đây thì bạn hàng đã thu mua tốt hơn đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Rồi nãy có nghe anh nói một ý là bí sen hồng 64 này để lâu là trái nó cũng không có bị đổ phấn nhiều đúng không? Đúng rồi. Dạ. Để có thể mình bỏ qua chừng 2 ngày sau mình 3 ngày cũng được nữa. Dạ. Nó ít bị đổ phấn lắm. Ít bị đổ phấn đầu. Dạ. Dễ bán. Tại vì có lúc cận Tết anh bán cận Tết mà còn cù đó. Rồi anh ủ lại qua 2-3 ngày nó cũng bình thường ha. Cũng bình thường ha. Cũng bán bình thường không gì hết. Dạ. Kính thưa bà con, về giống bí đao sen hồng SH 64, thứ nhất là giống có khả năng kháng bệnh rất là tốt. Như bà con mình thấy, giống bí đao sen hồng SH 64 hôm nay tới ngày thu hoạch rồi, mà bà con mình xem cái dàn lá ha, nó rất là xanh đẹp, không có bị bệnh luôn. Và thứ hai là bà con mình thấy cây bò rất là khỏe, đọt bò rất là mạnh nha bà con. Ở đây thì anh trồng đường chiết, một clip về thì anh trồng một bên thôi. Và đây thì trung hòa bà con mình xem từ cái góc về lên nha. Nó như bà con mình thấy, bên dưới thì kháng bệnh tốt, còn ở trên là đang đi đọt rất là tốt, đọt bò rất là mạnh nha bà con. Chung là bà con mình xem trái nè, về giống bí đao sen hồng SH 64, mẫu mã trái thì cơ bản là đồng thanh đồng thủ, trái nó rất là đẹp nha bà con, trái nó có bông sao rất là đẹp nè. Kính thưa bà con, về giống bí đao sen hồng SH 64 thì có cái thời gian thu hoạch là cơ bản là ngắn ngày, có khoảng 45 ngày sau khi trồng là bà con mình đã có hai trái rồi nha bà con. Đó, như bà con mình thấy, về khả năng kháng bệnh của giống rất là tốt và đặc biệt là giống có khả năng gộ trái rất là nhiều. Đó, như bà con mình thấy trái đây, 3-4 mắt ra trái liên tục nha bà con. Mỗi mắt mỗi trái dài ra vậy nè, nhưng mà đọt thì vẫn bò rất là khỏe ha. Và đặc biệt về mẫu mã trái thì được bà con nông dân trồng thì đánh giá rất là đạt, còn bạn hàng thương lái thu mua thì rất là tốt nha bà con. Thì những ai mà bà con mình đã trồng qua bí 64 rồi thì chắc là biết rất là rành, còn những ai mà chưa trồng á thì cũng mong là sau khi bà con mình xem phóng sự này thì về bà con mình có thể an tâm làm ha. Kinh nghiệm trồng rẫy của mình đây được bao nhiêu năm rồi anh Quán? Anh chắc hồi 9 tuổi tới giờ đó, 12 tuổi là anh được trồng rồi đó. Dạ. Chưa hấu rồi sao mới chuyển qua trồng ba cái gãy dưa leo với bầu bí này khoảng mười mấy năm rồi, chắc 15 năm rồi. 15 năm nay ha. 15 năm. Dạ. Rồi. Chắc có lẽ là kinh nghiệm lâu vậy rồi, chắc có lẽ là từng trải qua rất là nhiều giống bí đao đúng không? Đúng rồi. Hôm nay trồng sen hồng nay là năm thứ hai đúng không? Đúng rồi. Dạ, thì nói chung là rút lại cái là so giữa sen hồng và cái giống khác thì thấy như thế nào anh Quán? So cái giống sen hồng với mấy cái giống khác thì cái giống sen hồng này cái sức đề kháng nó mạnh. Sức đề kháng mạnh. Trái nó nhiều. Trái nhiều. Năng suất của mình nó có, còn mấy giống khác thì cái năng suất nó không bằng. Dạ. Cái độ sinh trưởng nó không bằng. Dạ. Giống khác trái nó thưa hơn. Trái thưa hơn ha. Đúng rồi. Dạ. Thấy anh Quán canh tác cái bí là nó bò, nghĩa là cây nó khỏe. Anh thấy nó kháng được cái ngụ đầu mà bà con mình trồng bí hay sợ á, thì thun cái đầu lại đó. Anh thấy nó kháng được cái đó tốt không anh Quán? Ngon hơn mấy giống bí khác nhiều. Đạt hơn ha, nghĩa là cây nó mạnh hơn, nó lướt qua được ha. Đúng rồi, nó lướt, nó mạnh. Dạ. Nói chung mà nguyên ba công của anh không thấy, không thấy bị sợ. Rồi thì kính thưa bà con mình thì anh Quán cũng vừa chia sẻ một vài cái thông tin nói về giống bí đao sen hồng SH 64. Thì giờ không để bà con mình chờ lâu nữa, Trung mời bà con mình cùng Trung và anh Quán mình đi về dạy đây, mình tham quan coi tổng quan cái ruộng mình nó như thế nào á anh Quán ha. Hồi nãy là ý anh nói là cái trái đôi là ra là cái giống nó giống vậy đúng không anh nè, hai trái liên tiếp nè ha. Đúng rồi. Lên đây bỏ mắt rồi có trái tiếp nè ha. Mình tỷ lệ ra trái nó tốt. Đúng rồi. Dạ. Lên đây là trái tiếp nè. Và cái đọt vẫn rất là mập lên đây. Đúng rồi. Đây ba nụ liên tiếp luôn anh. Cái đôi là nhiều khi nó đậu cặp luôn. Dạ. Ngay đây là hai trái luôn hả? Hai trái luôn. Dạ. Nó như gì nè, đây. À, đây là đôi nè. Dạ. Hai mắt là hai trái luôn. Dạ. Cái dạng bí này mà nếu mình giải phân thêm dưới đường mương nữa có thể mình kiếm thêm một công khoảng chừng 500 kg hay một tấn nữa đó. Dạ. Là tức là một công khoảng chừng 5 tấn là khỏe. Dạ. Đặc điểm của giống bí đao sen hồng SH 64 vì cái dàn lá đó, cái lá nó sẽ sâu vô á thì anh thấy nó ưu điểm như nào anh? Thấy nó có màu xanh đậm hơn mấy lá bí khác. Dạ. Phân tỷ lệ phân mình giải cũng giống vậy, nhưng mà có một cái là nó đạt. Cái lá nó đạt. Dạ, anh trái nè ha. 1 2 3 4 5. Đây chùm mấy năm trái nè. Bí đao thì hái chắc là nhanh có khí đúng không anh Quán? Đúng rồi. Chắc từ đây tới đó là muốn đựng bọc rồi. Nó nặng tí nó dạ. Nặng. Dạ. Đánh giá bí sen hồng 64 là như thế nào anh Quán? Trái nó quá đẹp.
quá đẹp, mấy cái trái bưởi nó sáng màu lắm. Dạ. Mà nó ra trái nó đều đều trái lắm, đều dày. Từ đây lên tới đây nó ra đây nữa, nó đậu mạnh. Đây về đi về đậu rồi nè. Dạ. Nó bóng bóng trái vậy là đậu rồi đúng không? Đúng rồi. Dạ. Về cái kỹ thuật mà trồng á anh, thì anh cho em hỏi thăm là đối với cái côn trùng thì mình sợ con gì nhất anh Quán à? Thường thường thì qua tới tháng 2, tháng 3, tháng 4 á, bỏ chỉ nó nhiều. Bỏ chỉ nhiều. Bỏ chỉ nhiều. Còn dạ, cái mùa đông xuân này thì bỏ chỉ nó nhẹ, chỉ sâu thôi. Sâu là nhiều ha. Sâu nhưng mà sâu không đáng ngại đâu. Dạ. Mình cứ dằn dịch nó chết rồi là rồi. Dạ. Ở đây bỏ chỉ thì mình hay ngừa nó bằng cái thuốc gì là hiệu quả nhất anh? Xài trái cà không? Trái cà. Radian đó. Radian. Radian đó ha. Dạ. Cứ ngừa ha, mà định kỳ là bao nhiêu ngày mình xịt lần anh, đối với mùa nắng này chẳng hạn như mình xịt nó chết rồi thì nó không có đết thì khoảng chừng 4-5 ngày. 4 ngày xịt lại. Nó có nhiều thì mình 3 ngày. Dạ. 2 ngày 3 ngày mình xịt. Dạ. Ngừa nó vậy đó. Dạ. Đây như bà con mình xem hai bên ha, cây nó phát triển rất là khỏe nè, rất là đều với nhau nè. Đọt nó còn sung quá, đọt nó im lắm. Bò lúc luôn mà. Đây. Dạ. Cái dạng bí này mà nếu mình gãy phân thêm dưới đường mương nữa, có thể mình kiếm thêm một công khoảng chừng 500 kg hay 1 tấn nữa đó. Dạ. Là tức là công khoảng chừng 5 tấn, 4 tấn, 5 tấn. Công 4, 5 tấn ha. 4, 5 tấn. Dạ. 5 tấn là khỏe. Đây thấy anh một cái clip về được mát trong thành quán hả? Này lọt lòng nó từ mức đây qua đây là khoảng 1m2. 1m2 ha. Trồng này là trồng gọi là clip chiếc. Clip chiếc. Là trồng một bên leo luôn đó, leo luôn. Là trồng bên một. Trồng dạ, một mé một. Còn ví dụ như sau cái vụ bí này thì mình trồng lại cái khác thì mình có đổi vàng ở đây được không? Khỏi cần rồi. À, khỏi luôn ha. Mình xử lý cho nó tốt thôi. Gãy vôi rồi mình móc sình đồ lên cho nó khoáng clip đó nó luôn. Nữa sau này rễ nó mạnh lắm. Nè, anh coi nè, rễ nó ra nè. Trồng đường bên đây mà để nó bò ra tới bên này luôn nè ha. Nó ăn rễ mạnh lắm. Dạ. Mình có thể mình gãy phân với đường nước này mới mốt nó ăn luôn dưới luôn. Ăn vô đường nước luôn ha. Khỏi cần dỡ một phủ lần hai, tại vì mình có lúc đó mình có tống rồi. Dạ. Khoảng chừng được độ khoảng chừng 4-5 lá là mình tống rồi. Dạ. Lúc đó mình âm một công là 1.5 bao. Sau mình âm thêm công bao rưỡi đó là 3 bao. 3 bao. Rồi sau đó mình muốn ăn cái dàn trái này khoảng chừng từng lễ 10 bữa mình gãi thêm với mương. Dạ. Đây về đây gì đó gãi mương nó phân xuống ăn tiếp tục. Là gãi nó xuống nó ăn luôn. Ăn luôn. Dạ. Giờ gãi nó ăn xuống đây nè. Dạ. Mình gãi phân là tự động nó lộn ăn luôn. Đây chủ yếu là đi phân gì ạ? 16-8 hay là 20-15? Anh thì gãy hôm đó gãy hubit viên của mình đó. Hubit viên 20-15. 20-15 trộn vô. 3 màu. Trộn vô. Tỷ lệ sao tăng quán hả? À, một bao này, hai bao kia. Đây cái bao hubit 25kg ép viên là hai bao hubit, một bao 20-15. Rồi, cái lượng hubit nó nhiều hơn vậy đó hả? Hubit nó nhiều. Tại vì lượng hubit nó nhiều thì cái dàn lá nó đẹp lắm. Dạ. Cái dàn lá nó xanh mà nó ăn nó bền. Nó giúp cái bộ rễ khỏe. Khỏe. Dạ. Còn thải hóa học nhiều thì cái đất mình hơi dài. Dạ. Cái humic là cái giống như humic cái bịch mình tưới của mà nó giờ nó ép viên. À thành viên đó. Thành viên đó nó làm như quy sinh mình đấy á. Dạ dạ. Đó. À đó. Nó làm thì nó đạt hơn. À trộn chung với 20-15 gãy luôn. 20-15 gãy vô. Dạ. Dễ ra khỏe lắm, mạnh, dàn trái nó đẹp. Dạ. Ăn nó dai nó bền. Nè, trái đẹp cực kỳ ha. Đúng rồi. Dạ. Trái nó quá đẹp. Quá đẹp, mấy cái trái bưởi nó sáng màu lắm. Hôm nay là bẻ nhiều. Bẻ chiều tại trái. Dạ. Còn bẻ dưa leo nữa. Dạ. Về giống bí đao sen hồng bạch thắt sâu tư, mẫu mã trái thì cơ bản là đồng thanh đồng thủ, trái đẹp ha. Trái đẹp, trái nó có bông sao rất là đẹp nè. Đúng rồi, màu đẹp, màu đẹp. Nó như trái bí nó tươi vậy đó, nó tươi ra chợ nó dễ bán lắm. Dạ. Cái nụ ở ngoài xa này nè, có thể nó dài hơn trái ở trong thân nữa. Trên thân nó hơi ngắn nha, nhưng lên trên nó dài ra đúng không? Lên trên nó dài ra, nó dài, có thể nó dài hơn gan luôn. Dạ. Thấy cây bò khỏe nè, giờ đọt còn mập lù luôn, như cái đọt bầu luôn, bí đao mà như đọt bầu luôn. Đúng rồi, mập. Dạ. 1, 2, 3 luôn. 3 mắt 3 trái luôn. 3 mắt 3 trái liên tục, lên trên đọt vẫn bò khỏe. Khỏe luôn. Đọt như đọt bầu. Ba trái nè. Đây nghĩa là một mắt nó ra hai trái. Hai trái rồi trên đây thêm mắt nữa, thêm ba trái luôn. Đậu hết luôn. Nó ra trái tốt, đầu trái tốt ha. Đúng rồi. Dạ. Trái đẹp mà. Không. Mà cầm tay mà trái dày rồi không? Này là nâng lên ba trái này là gần 2 kg rồi, nếu mà vẽ. Dạ. Nặng lắm. Mấy cái trái bưởi nó sáng màu lắm, nó không có như cái loại giống bí khác. Màu sáng đẹp ha. Sáng đẹp, nó không có bị đông phát. Nhận lá nhìn nó đẹp mà cái trái nó cũng đẹp nữa. Dạ.
ngon lành thì mình kiếm công bốn tấn rưỡi năm tấn phải không hả? Dạ. Dạ ngày là kiếm 4-5 tấn phải không hả? Ở đây là đậu hết rồi nè ha. Đúng rồi. Dạ, trái bóng lưỡng hết rồi nè. Dạ đây không, ra trái cặp. Gì nào như gì nấy. Dạ. Ở đây giờ nói chung là anh đánh giá bí sen hồng 64 là tuyệt vời đúng không? Đúng rồi. Trái nó quá đẹp. Quá đẹp mà nó ra trái nó đều trái lắm, đều dày. Quá đẹp. Dạ. Trái năng dài. Nên năng suất nó cao lý do đó đó. Dạ. Cao hơn mấy cái bí khác. Đây nè. Trái này chưa cắt được mà bị lớn nè. Ghê không? Cỡ đó là chiều nay lụm rồi phải không? Chiều nay cắt được rồi, cái này chiều nay cắt. Dạ. Trái đẹp mà nó ra trái nó đều trái lắm, đều dày. Dạ. Sợ trái chưa? Chỗ nào có trái đi thấy trái đi thấy trái. À. Cặp cặp không hà ha. Ha. Dạ. Ra là quất cặp nữa ha, ngon lành không? Đó. Bỏ con bỏ con mắt rồi ra quất cặp liên tiếp rồi dài ra kia luôn. Nó có 5 mắt thôi mà 4 trái rồi. Dạ. Đất này là đất cũ hay đất mới anh Quán? Đất này anh trồng năm mấy năm rồi. Năm nay năm đó là 2 năm. 2 năm ha. Ừ. Dạ. 2 năm 1 năm làm được mấy vụ Quán? Năm làm 3 vụ. Năm sau thì làm 3 vụ, còn dưa leo thì làm được 4 vụ. Dạ. Thì cái bí đao thì nó dài ngày hơn. Cái đám bí này anh trồng này được bao nhiêu ngày anh Quán? Bữa nay chắc khoảng 8 mấy à, 85 ngày. Dạ. Dạ con chào chú. Chú cho con hỏi thăm là nay chú đi sang bên ruộng của anh Quán đây, chú tham quan giống bí đao sen hồng bãi tháp 64 thì chú thấy như thế nào chú? Cái giống này thì nó đạt dữ lắm. Dạ. Chú thấy được cái khả năng phát triển của giống như thế nào? Cây giống nó... thì nó mạnh. Dạ. Cái cây nó phát triển đồng đều không chú? Cây phát triển ngon lắm. Cây phát triển ngon ha. Tốt, cái kia mà nó ôm vàng nữa. Dạ. Còn cái cây chú thấy cái khả năng mà phát triển giống như nào, cây nó mạnh, nó khỏe, nó kháng bệnh tốt không? Mạnh, khỏe ghê. Dạ. Và cái giống kia lúc trước tôi trồng là nó lủng tùm lum. Dạ. Còn này thu được 2-3 cử rồi mà vàng nó chưng còn xanh chanh, kháng bệnh rất là tốt luôn. Một mà trái đây thì như thế nào chú? Một mà trái thì nó rất là đẹp, đẹp hơn mấy cái giống khác. Dạ, cái màu trái nó sao chú? Màu trái nó sáng đẹp không? Đẹp, nó bông sủa mà nó trái nó xuông. Trái xuông ha. Trái đẹp mà nó lại thị trường ưa nữa. Dạ. Dạ, thấy giống sen hồng sao anh? Thấy cũng im quá nè. Thấy cái nụ rồi, vàng nụ đẹp. Nụ đẹp ha? Dạ, nụ đóng dày. Dạ, nụ đóng dày. Dạng trái vậy là được chưa anh? Vậy là đạt rồi. Màu ma trái anh thấy nó sao? Như vậy là ok rồi, còn gì nữa. Dạ. Trái màu cũng sáng. Này đem ra ngoài là khỏi chơi luôn rồi. Đem ngoài là bạn hàng là vô là bước liền. Trái đẹp nó suông nó thẳng nè, chứ nó không có cong. Mấy cái trái bí nó sáng màu lắm. Dạ. Vâng, kính thưa bà con, thì vừa rồi quý bà con mình cũng vừa xem xong cái phóng sự ngắn nói về giống bí đao sen hồng đá thác 64 được chỗ bà con nông dân trồng trên đất Đồng Tháp. Thì cuối lời Trung cũng xin phép được thay mặt toàn thể Nam Công ty Sen Hồng kính chúc quý bà con là được nhiều sức khỏe và luôn được trúng mùa trúng giá cùng hạt giống sen hồng nha bà con. Trung xin chào và hẹn gặp lại quý bà con mình ở những phóng sự lần sau nha.